Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Sau sự cố bị dìm hàng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà công khai clip hậu trường lột xác, make up tẩy, sắc như rào, thần thái ngút ngàn. Chỉ trong thời gian ngắn, nhan sắc của tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã thăng hạng rõ rệt. Vào trưa ngày 30 tháng 11, tân Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Đỗ Thị Hà đã thu hút rất đông sự chú ý của công chúng khi bất ngờ khoe nhan sắc lộng lẫy qua một đoạn clip hậu trường trên Instagram. Có thể thấy, bóng hồng trông vô cùng nổi bật với phong cách make up tẩy, tóc uốn xoăn. Đây là hành động mới nhất của nàng hậu sau khi xuất hiện trong ảnh chụp cùng diễn viên Duy Khánh. Những khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo, khí chất thanh lịch, trưởng thành của Đỗ Thị Hà từ một nàng hậu từng gây tranh cãi về ngoại hình, cô đã lột xác ngoạn mục đến bất ngờ. Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà nổi bật với gương mặt có đường nét mềm mại, nụ cười rạng ngời, cùng hình thể vô cùng nóng bỏng. Điều đáng nói, cô sở hữu đôi chân dài kỷ lục của cuộc thi năm nay tới 1,11m. Trước đó, nhiều bình luận lại cho rằng Đỗ Thị Hà trông xanh xao, hốc hác hơn. Rất có thể lịch trình dày đặc, hậu đăng quang khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng không thể loại trừ khả năng bức ảnh đã trải qua chỉnh sửa bởi app vô tình dìm nhan sắc của nàng hậu Việt Nam. Ngay sau đó, Duy Khánh cũng lên tiếng bảo vệ Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Những bức ảnh trước đó do Duy Khánh đăng tải bị cho là dìm nhan sắc của cô nàng. Đỗ Thị Hà bận rộn với lịch trình gặp gỡ công chúng, truyền thông sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.